Xin chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Trịnh Phát. Ngày hôm nay 11 tháng 9 năm 2018 và sau đây là bản tin chứng khoán tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước khi vô chương trình thì xin chia buồn cùng nước Mỹ ngày 11 tháng 9. Nói chung là ở đâu thì cũng có người xấu người tốt, và trong cái số những cái người thiệt mạng ở bên Mỹ thì chắc chắn cũng có những người xấu người tốt. Và vậy chúng tôi cũng xin phép thay mặt câu lạc bộ cũng như là người Việt Nam chia buồn tới sự kiện 11 tháng 9 của Mỹ. Rồi chúng ta bước vô thị trường ngày hôm nay thôi. Hôm nay vui chứ mọi người hả? Gì đâu chiều mà nó làm nó xanh quá, thấy tăng quá trời luôn. Tới bây giờ là mình cũng chưa kiểm đếm được như bao nhiêu con tăng, bao nhiêu tăng trần này kia luôn á. Thôi thì chúng ta cứ bước đầu tiên là đến với lại thị trường thế giới ha. Thì thị trường thế giới ngày hôm nay cái chỉ số SB 500 VIX này ngày hôm nay giảm nè. Đây là một điều tích cực. Cứ bữa nào mà nó giảm là thấy vui rồi. Nhưng mà ngày hôm qua coi đồ thị này thì nó cũng đang ở cái ngưỡng gọi là tích lũy thôi. Cái khả năng bùng phá của nó vẫn có ha. Thế giới thì xanh đỏ đang xen. Những cái vùng như châu Âu thì xanh đỏ nhẹ thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều hết. Nhật hôm nay tăng 1,26%. Trung Quốc thì chỗ xanh chỗ đỏ, nhưng mà đa số là sắc đỏ nhiều hơn. Nhưng mà tăng giảm thì cũng không đến nỗi nặng lắm. Chỉ có mỗi anh Hang Seng thì hơi giảm hơi mạnh chút xíu, vẫn còn giảm hơi mạnh, tức là 0,83% là cũng hơi mạnh đó. Những thị trường khác thì cũng đỏ nhẹ ha. Hàn Quốc cũng đỏ nè. Có Việt Nam chúng ta hôm nay thì xanh rất tốt. Mình với anh Nhật hôm nay là hơi có sự đồng hành ha, hơi sự đồng hành. Về giá dầu, ngày hôm nay là một ngày tương đối là đi ngang với giá là 67,80. Tính ra là tăng 0,36%. Về giá vàng, lại tiếp tục là một phiên cũng giống như là đi ngang, tăng 0,13%. Và giá hiện tại đang là 1.201 đô la. Tỷ giá USD và Việt Nam đồng thì rất là tích cực. Tích cực là sao? Do nó giảm á. Nó còn 23.285 85 đồng. Thì một phần đó là nhờ nhà nước chúng ta đợt vừa rồi chắc cũng bỏ hơn khoảng cỡ 3 tỷ đô vô để ổn định tỷ giá đó, chứ cũng phải ít đâu. Thì do là mình đang mình đang có cái lượng dự trữ đô la nó cũng tương đối lớn ha, vài chục tỷ, nên chúng ta sẽ dùng cái đó làm cán cân để cân bằng. Điều này thì công nhận nước Việt Nam ta là một dân tộc là khôn đó, chứ xem là khôn so với lại nhiều nước đó. Nhưng mà để xem cái sự phát triển nó như thế nào, cũng mong muốn là đất nước phát triển thì người dân cũng được hưởng sái ha. Tiếp tới một số tin tức ở thị trường thế giới thì mình vừa xem qua một loạt thì cũng không có tin gì nhiều đâu tất cả các bạn. Cái này là vàng của cái thời La Mã vừa mới được tìm thấy trong một cái nhà hát, nhà hát cũ nào đó. Hôm nay có cái tin bão, tin bão nó nói chung là bão lụt là như mình nói ở đâu cũng có người tốt hết. Và khi thiên tai lũ lụt mà nó tới thì nó sẽ gây những cái thiệt hại, và những thiệt hại này thì nó không vui vẻ lúc nào hết. Ở bang North Carolina của Mỹ thì hiện tại đang sơ tán khoảng cỡ 1 triệu người rồi. Ngoài ra thì tin bên là thì Trump Mỹ đang chuẩn bị là cho cuộc gặp tiếp theo lần thứ hai đối với Triều Tiên. Nói chung là hôm nay cũng không có tin gì nhiều đâu. Thế giới thì chỉ có hai tin đó, thấy coi thấy được có cái gì đó coi. Rồi chúng ta quay vào thị trường Việt Nam ha. Ngày hôm nay thị trường Việt Nam thì xanh rồi. Xanh lè xanh lét rồi. VN-Index tăng 1,52%, tương đương 14,72 điểm lên 985,06 điểm. Với giá trị giao dịch 4.400 tỷ, thỏa thuận 844 tỷ, tổng khối lượng giao dịch 192 triệu cổ phiếu. Trong đó có 192 mã xanh, 91 mã giảm và 60 mã tham chiếu. Đối với VN30 hôm nay tăng 1,65%, tương đương với lại 15,6 điểm lên 958,9 điểm. Với giá trị giao dịch 2.240 tỷ, thỏa thuận 386 tỷ, khối lượng 53 triệu cổ phiếu, có 25 mã xanh, 3 mã giảm và 2 mã tham chiếu. Sàn HNX Index hôm nay tăng 0,66%, tương đương 0,73 điểm lên 111,43 điểm. Tổng giá trị giao dịch 544 tỷ, thỏa thuận 25 tỷ, tổng khối lượng giao dịch là 43 triệu cổ phiếu, có 85 mã xanh, 67 mã giảm và 223 mã tham chiếu. Đọc qua thôi, cái đó là thống kê thôi. Nó đọc qua là nghe mọi người nghe để biết cái tình hình nó tăng giảm sao thôi. Sàn Hà Nội thì nhiều cổ phiếu lum côm quá nên cái lượng cổ phiếu tham chiếu bao giờ nó cũng nhiều hết, toàn là vài trăm thôi. Ngày tăng giảm vậy à. Tại nó không biến động gì trơn rồi. Sắc xanh tràn ngập thị trường, tinh thần phấn chấn, mọi người tiền đổ vào thị trường. Nói chung là cũng không đến nỗi đổ nhiều lắm, nhưng mà gọi là hơn trung bình phiên là ok rồi ha. Thì chúng ta nhìn cái đồ thị của VN Index nè, VN30 nè và HNX nè, thì chỉ có HNX là hơi lình xịt chút xíu thôi, tại ACB hôm nay cũng không đẹp lắm. ACB là cái có vốn hóa lớn trên thị trường, trên cái sàn HNX đó. Hôm nay nó cũng không tích cực bằng những con khác nên là nó cũng hơi lình xịt. Nhưng mà mở cửa và đóng cửa thì mở cửa thấp mà đóng cửa cao gần như là nhất phiên, đó là cũng điều tích cực. Đối với VN Index thì mở cửa với đóng cửa là hai cái điểm khác nhau luôn. Mở cửa là thấp, còn đóng cửa là cao nhất. Và VN30 thì cũng vậy, rất tích cực. Ngày hôm nay thêm một cái tin vui nữa là nước ngoài mua ròng. Tổng mua ròng là 490 tỷ. Thì trong đó trên sàn thành phố là mua ròng 488 tỷ. HNX thì lại là bán ròng 14 tỷ. Upcom mua ròng 16 tỷ. Tính chung lại là mua ròng 490 tỷ. Trên những cái cổ phiếu lưu ý thì trên Upcom thì có BOW là mua ròng 26 tỷ. Bình Sơn tức là BSR thì bán ròng 12 tỷ. HNX thì có vài tỷ thôi, không có gì đáng để kể hết. Còn riêng trên sàn thành phố thì nổi bật lên một số cái tên, đặc biệt là hai cái tên là Vinamilk mua ròng 173 tỷ, Hòa Phát mua ròng 101 tỷ. 101 tỷ giống 101 con chó đốm vậy. Ngoài ra thì vài chục tỷ tiếp theo thì chúng ta có VCI, Vietjet, VCI, Vietcom và GEX là những cổ phiếu có khối lượng mua ròng quanh 50 tỷ ha. Vậy là hôm nay tiền đổ vô hơi bị nhiều ha. Đó có thấy mọi thứ đều rất là tốt ha. Rồi những cái mã mà đóng góp vào chỉ số tăng á, thì trên sàn thành phố có Vinamilk đóng góp 2 điểm, VIT đóng góp gần 2 điểm, GA 1.6, BIDV 1.4, BVH 1.3, Vietcom 1.1, CTG 0.8. Còn Hòa Phát, Vietjet, Masan thì mỗi cổ phiếu khoảng cỡ 0.3 tới 0.5. HNX thì không có gì đáng để nói hết. Upcom thì cũng không có gì đáng đề cập ha. Về cổ phiếu đóng góp vào chỉ số giảm thì hôm nay chúng ta có Vinhome 0.7. Ngoài ra thì cũng không có gì để không có cổ phiếu nào đáng đóng góp vào nhiều lắm. Sau đây là 10 đọc 10 cổ phiếu thôi, nhiều quá, hai đọc 20 hơi nhiều. 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường ngày hôm nay, đóng góp vô thị trường ngày hôm nay, bao gồm đầu tiên đếm từ trên xuống dưới là Hòa Phát, GEX, Vinamilk, SSI, CTG, BIDV, CTD, ACB, Vietjet và Đất Xanh. Thì mình lưu ý 10 cổ phiếu này ngày hôm nay là khối lượng tiền đổ vô nhiều nhất ha. Chúng ta coi thử coi nó đổ vô như vậy thì nó như thế nào, lại vậy ha. Lại tiền vô giảm hay tiền vô tăng, nhưng mà hôm nay thấy đa số là tăng hết á. Tiếp theo chúng ta đi qua một số dòng cổ phiếu. Đầu tiên chúng ta tới với dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng thì hôm nay thì sắc xanh là chiếm chủ đạo rồi đó. Có vài ba em nhỏ lẻ như là EB, NVB, TCB với lại TBB thì tham chiếu với đỏ chẹ, còn nhiều là xanh hết. Nổi bật lên BIDV là Vietcom và CTG là ba anh mà hôm nay có cái mức tăng là tương đối tốt. Đứng đầu vẫn là hôm nay tăng tốt nhất là vẫn là BIDV ha. Tiếp theo chúng ta tới dòng dầu khí. Dòng dầu khí hôm nay cũng rất tích cực nha. BBS tăng 0.7 nè, tương đương khoảng 3%. Rồi GA tăng 2.700 đồng lên 103.5 nè. Đó. Là nhiều cổ phiếu nó hôm nay có sự đóng góp rất tốt. Bình Sơn hôm nay tuy là bán ròng nhưng mà cũng tăng 0.8. 0.8 là 4-5% rồi đó hả? 5% rồi. Nói chung là cả hai dòng thấy đều ok hết. Tiếp theo là dòng bất động sản. Dòng bất động sản thì hôm nay Vinhome thì nó lại giảm, còn lại các cổ phiếu khác thì cũng tương đối xanh, cũng nhiều á. Có Hà Đô nè, Hà Đô hôm nay là xuất hiện giá trần rồi nè. Giá này là giá trần nhưng mà vẫn còn bán trần miếng. LDG hôm nay cũng tăng cũng tốt nè, tăng tốt 5% nè. TCH nè, ngày hôm nay là lòi trần luôn. VIT nè, tăng được hơn 1%, gần 2%. VRC cũng tăng, VRE cũng tăng. Hôm nay đa số tăng nhiều. Đất Xanh tăng 700 đồng, tương đương hơn 2% chút xíu. Và HAG trần luôn. Sao con này nó có trong bất động sản ta? Xin lỗi mọi người nha. Để mình loại nó ra. HAG nó dạo này anh đã hết làm bất động sản rồi. Rồi tiếp theo mình đi tới dòng tài chính ha. Dòng tài chính thì cũng xanh không xanh không. HCM tăng được khoảng 2%. SSI tăng được khoảng cỡ 3%. VCI tăng khoảng cỡ 2% hơn chút. VND tăng cũng nay cũng tốt nè. VND tăng hôm nay là rất tốt á. Khoảng cỡ 4-5% rồi đó. Tài chính chạy cũng ổn luôn. Đến mục tiếp theo là những mục tổng hợp. Tổng hợp thì hôm nay cũng sắc xanh không thôi. Đặc biệt là Vinamilk nè, Vietjet nè, rồi VCS, rồi TCM trần luôn. Phú Tài tăng cũng được khoảng 3%. BNC tăng gần 2%. MBG tăng hơn 2%. Masan cũng tăng. Hòa Phát, Hoa Sen hôm nay tăng nhẹ, không có gì nói tới. CTD rồi Bảo Việt trần luôn. Trời, cái này có nhiều thứ để nói ha. Quá nhiều thứ để nói. Rồi, sau khi mà đi tổng quan qua một cái vòng của thị trường như vậy thì thấy là nay rất tích cực. Chúng ta chờ chờ cái ngày hôm nay. Vậy là ngày hôm qua là một phiên, đúng là một phiên như Hiệp nhận định là điều chỉnh tốt. Thì hôm nay xác nhận một cây như vậy thì cái phía bầu trời phía trên hoặc là những cái phía trước, con đường phía trước của chúng ta nó tương đối sáng sủa chút xíu. Nhưng mà nó sẽ sáng sủa tới đâu hay là như thế nào thì chờ một chút để coi thử nó như thế nào. Ra cái lượng của lượng giao dịch ngày hôm nay là giá trị là 3.500 tỷ với 158 triệu cổ phiếu. Cái này là đã có trừ cái thỏa thuận ra rồi ha, thì nó ra được cái con số đó. Thì thực ra nó không nhiều lắm. Nó có tăng nhưng mà nó chưa đến nỗi là nhiều lắm. Nó vẫn còn một chút khúc mắc này về cái khối lượng. Và cái dòng tiền hôm nay nó đổ vô cổ phiếu trụ nhiều quá. Và những cổ phiếu khác thì tiền không thấy vô. Thì chập nữa chúng ta sẽ thôi bây giờ mình qua luôn đi. Qua cái phần VN-Index coi thử nó như thế nào. Về VN-Index thì ngày hôm nay là một cây tăng tốt hả? Tăng tốt. Chờ mình đọc. Rồi. Hôm nay khối lượng là bằng trung bình 20 phiên. Tiền có vô đó, tiền có vô một số cổ phiếu trụ, khả năng ok đó. Nhưng sao? Nhưng khoảng cỡ giao dịch thêm khoảng cỡ 4 phiên nữa, cái khả năng cũng phải giao dịch cỡ 4 phiên nữa. Cho dù ngày mai tách thì cũng sẽ đụng vướng cái ngưỡng 1.000. Thì để mà đi thoát khỏi được cái ngưỡng 1.000 này sẽ mất thêm khoảng 4 phiên nữa, cỡ đó 4-5 phiên nữa ha. Thì chúng ta cho lưu ý là người nào chưa có hàng thì vẫn còn cơ hội để vô hàng, chứ cũng chưa có gì phải gấp gáp lắm ha. Chưa có gì gấp gáp lắm. Thì ngày mai, sáng ngày mai có thể là nó tăng cào lên, xong rồi nó điều chỉnh lại chút xíu. Thì trong quá trình điều chỉnh đó thì chúng ta giống như là một cái cơn sóng nó trôi qua rồi thì cái tên nào còn mặc đồ thì chúng ta biết ha. Chúng ta biết được là anh nào anh còn giữ được và anh có sự tích lũy và giữ giá tốt, thì chúng ta có thể lựa chọn những cổ phiếu đó. Tại vì khi mà cái nền giá mà họ chấp nhận giữ ở cái nền đó và họ chấp nhận hấp thụ hết cái lượng giá mà thị trường xuống mà người ta vẫn hấp thụ hết, thì cái sự kỳ vọng cho nó cũng phải ít nhất là 20-30% trở lên so với cái nền giá đó. Thì mình cứ chú ý những cổ phiếu mà thứ nhất giữ giá tốt, cái thứ hai nữa nó thấy lực mua nó tốt rồi, những cái tin gọi là về cơ bản của doanh nghiệp nó, cái sự phát triển nó có, hoặc là những tin tức, những câu chuyện riêng về cổ phiếu. Còn hiện tại bây giờ thì ngay ngày mai mà chạy luôn cây mạnh thì chắc sáng xanh thôi, chứ còn để mà đi vượt qua 1.000 thì mất cũng khoảng cỡ 4-5 phiên, theo mình nhận định là như vậy. Nói chung là lại tiếp tục quay lên cái ngưỡng tâm lý, xem nó như thế nào. Mai mà nó có đụng 1.000 thì ví dụ ngày mốt nó cũng phải điều chỉnh lại lại giống vậy, cũng không cần thiết phải mua đuổi ha. Nhưng mà lần này mà nó vượt 1.000 thì nó có nhiều cơ hội để đi xa hơn hả? VN30 đi. Xem trước mấy chỉ số 9 trước nè. VN30 hôm nay cũng ok luôn, ok luôn. Nhưng mà có điều là ngày mai VN30 là tăng là có khả năng tăng đó. nhưng mà lên khoảng cỡ 969 á, 969 thì nó bị hồi lại ngay chỗ cây nến đỏ này, đầu cây nến này, thì lên tới đây nó sẽ có sự khựng lại ha, có sự khựng lại. Em này thì em cũng em hơi tệ hơn VN-Index chút xíu, nhưng mà em cũng để mà có thể vượt được 969 thì em cũng phải mất hết 400 phiên. Hôm nay thì mình đã thấy có một sự tương đồng giữa VN-Index và VN30 để có thể đi xa hơn. Ok đó. Nói chung bây giờ cái công việc của chúng ta là có thể là chọn cổ phiếu hoặc là chọn cái điểm mua nào để cho nó tốt, nó có giá nó hợp lý nhất thôi. Chứ còn thị trường thì đã thấy có cái dấu hiệu tích cực. Chúng ta tới phát sinh ha. Phát sinh hôm nay đóng cửa là 953 điểm. Trong khi VN Index thì đóng cửa 958, 59 điểm. Vậy là cách khoảng cỡ 5-6 điểm ha. 5-6 điểm. Thì sáng ngày mai khả năng vẫn tăng thôi. Vẫn tăng. Nhưng mà nó sẽ tăng lên tới khoảng cỡ tối đa cũng khoảng cỡ 969 thì nó cũng có cái hồi về. Còn không nó vẫn sẽ nằm dưới cách với lại VN30 khoảng cỡ 5 điểm. Thì ngày mai mà VN30 5 điểm thì đằng này nó lên khoảng 969, thì đằng này lên khoảng cỡ 964. 964, vậy là đầu cái nến này. 968, 969. Đã khoan. VN30 F1. Ok. Thì nó lên khoảng cỡ 964, đúng rồi đó. Thì chúng ta canh ngay chỗ 964, chỗ cái nến này. Thì chúng ta có thể là chốt nhẹ ha, chốt nhẹ một nửa rồi canh nó điều chỉnh xuống một chút lại trên cái nền giá này nè, giá mà cây nến ngày hôm nay nè khoảng cỡ 953, 954 thì chúng ta mua lại. Còn nếu mà không thích thì thôi mình giữ luôn đi, khỏi cần thay đổi gì hết. Lượng hợp đồng phái sinh hôm nay thì 2, 4, 5 phiên vừa rồi thì nó có sự tăng trở lại. Nó giao dịch khoảng cỡ từ 80 trên 80.000 hợp đồng một chút xíu. Thì tiền bây giờ đổ vô cả hai bên, cái dòng tiền nó đã có sự quay lại ha. Rồi chúng ta đi qua các cổ phiếu. Thì ngày hôm trước á, là Hiệp có nói các bạn là các bạn comment ở phía dưới của cái clip á, những cái cổ phiếu mà các bạn muốn Hiệp giải đáp thì Hiệp có lọc ra được tất cả là 23 cổ phiếu, 23 cái yêu cầu khác nhau của tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên Hiệp cũng sẽ cố gắng là giải quyết nhanh 23 cổ phiếu này. Ngày hôm nay thì chắc không có gì nhiều thứ để nói đâu, thị trường tăng mà, nhìn vô mấy con nào cũng tăng hết, có đều là đánh giá là con nào tốt xấu như thế nào thôi. Thì Hiệp sẽ đi sơ qua 23 cổ phiếu này trước. Ngày hôm nay là mình làm hết mình vì các bạn luôn, mình làm hết luôn, mình lấy 23 cổ phiếu này luôn. Thì những cái chương trình sau á, khi mà các bạn đăng ký gọi là muốn tham vấn về cái sự khuyến nghị cũng như góp ý về cái mã cổ phiếu của tất cả các bạn á, thì nếu như mà Hiệp không có thể trả lời hết được á, Hiệp cũng sẽ nhờ cái lực lượng gọi là anh em trong câu lạc bộ á, mà đã có sự cứng cáp ở trong cái hệ thống Ichimoku sẽ trả lời trực tiếp ở ngay dưới comment của tất cả các bạn luôn. Bởi vậy là cứ thắc mắc gì cứ hỏi đi, thì mình mong muốn tất cả các bạn hỏi nhiều để mình trả lời nhiều, mà trả lời nhiều thì mình càng rút được kinh nghiệm và cái khả năng nó nhận định cũng như là dự đoán của mình nó sẽ ngày càng chính xác. Mà mình rất thích là nhận định cho các bạn là nó chính xác để cho các bạn có lời mà không có lỗ, đó là mình thích cái điều đó ha. Bởi vậy thì cứ hỏi đi, bao nhiêu cổ phiếu thì Hiệp cũng sẽ tính cách để có thể là giải đáp. Không giải đáp được trên chương trình live này, không đủ cái khoảng thời gian thì Hiệp sẽ sẽ nhờ tất cả các anh chị em là sửa cho tất cả các anh chị ngay ở ngay cái chỗ mình comment luôn. Rồi ngoài ra thì có thời gian thì Hiệp sẽ cũng là người sửa cho tất cả các bạn. Nhưng mà lưu ý nha, có một số người không phải là người trong câu lạc bộ nhưng mà đã có dấu hiệu là sửa cho các bạn luôn thì cảm ơn tất cả các bạn đó luôn. Thì nhận định thì có cái sự góp ý là vui rồi, chứ còn chuyện đúng sai thì thị trường thì nó mới nói cho chúng ta biết được thôi. Còn thấy có mấy bạn là đã trả lời giúp Hiệp thì cảm ơn các bạn nhé. Rồi chúng ta bắt đầu vô cổ phiếu đầu tiên, DG. Mình thì ở trong câu lạc bộ mình thì có nhiều người coi chính xác và rất là nhanh. Hiệp thì cũng mới thôi, nhưng mà cơ bản thì Hiệp cũng có cái nền cơ bản về kỹ thuật sẵn rồi. Nhưng mà nói gì nói thì coi nó cũng hơi lâu hơn chút, bởi giờ mấy bạn chịu khó ha. Coi làm sao cho kỹ để nó chính xác, chứ trả lời qua loa là nó ảnh không tốt. Mình cũng thích vậy. DG thì ngày hôm nay là tăng có khối lượng nè, tăng khối lượng và tăng giá cũng tương đối tốt. Nó thuận lợi cho cái việc mà tăng tiếp ha, nó thuận lợi cho việc tăng tiếp. Thì DG cái khả năng nó sẽ quay lại cái giá đầu tiên là 16.9 trước. Đầu tiên là 16.9 trước ha. Rồi sau đó trong ngày mai thì mới thấy là cái khả năng của nó lên lại giá 16.9 thôi. Ngày mai thì cái khả năng nó lên lại giá 16.9 thôi ha. Thì những cái phiên tiếp theo thì để xem nó như thế nào. Nhưng mà ngày mai thì nó sẽ quay lại giá 16.9, tương đối tích cực đó. Để tiếp tục cái ngày mai xem như thế nào. Một giờ đầu thì nó cũng giao dịch quanh cỡ 16.7 thôi, chứ cũng chưa đi được ha. Khoảng một tiếng đầu tiên thì chưa đi được, nhưng mà sau một tiếng ha, sau một tiếng thì 1 đến 2 tiếng đầu thì nó sẽ có sự tích cực hơn và nó sẽ test về cái vùng 16.9 và chúng ta quan sát thử coi nó test 16.9 như thế nào, rồi chúng ta sẽ tính tiếp cái kịch bản của nó như thế nào ha. Còn bây giờ nó 16.7, hôm nay đóng cửa 16.7 đúng không ạ? Thì 16.7 mà bây giờ mua cho 16.9 thì đâu có tác dụng gì. Thì để coi ngày mai như thế nào. Mai như thế nào chúng ta tính tiếp. Cổ phiếu thứ hai là CTG. CTG ngày hôm nay thì tăng cũng tương đối tốt, nhưng mà cái cảm giác của mình là nó, cái thông tin phía sau của nó chưa có tới ngày tới tháng, giống cái kiểu vậy á. Nó chưa tới ngày tới tháng nên nó cái lực chạy của nó cũng chưa tốt. Trong khi chúng ta coi thấy BIDV hiện tại giá đang 35 rồi mà CTG mới có 27 thôi. Chưa khi nào mình thấy nó cái cách biệt nó xa như vậy đó. Cái lượng để mà so sánh cái tương quan á thì chỉ thấy hôm nay là cái dòng tiền nó vô BD nhiều, tức là nó có một cái sự gì đó về, người ta gọi là về tin tức hay về cơ bản hay về những cái game ghiếc mà mọi người đang đề cập tới đó, những cái thông tin về thoái vốn này kia mọi thứ. Thì hiện tại cái thời gian ngắn á, trong cái khoảng thời gian ngắn thì nó đang tập trung vô con BIDV nhiều hơn so với lại CTG. CTG giống như là hơi mang cái hơi hướng của đàn em chạy sau và cần cái khoảng thời gian để có thể tăng mạnh. Thì khối lượng ngày hôm nay vô cũng không nhiều. Khối lượng ngày hôm nay thật ra là là so với các cổ phiếu khác thì cũng nhiều đó, nhưng mà đối với bản thân của CTG mà tính trung bình 20 phiên á, thì hôm nay chưa được trung bình 20 phiên. Khi mà giá thì tăng tương đối mạnh ha, giá hôm nay tăng tương đối mạnh, nhưng mà cái khối lượng vô thì nó chưa nhiều lắm, thì dẫn tới là cái khả năng thì DG sắp tới á, nó cũng phải mất thêm một cái khoảng thời gian. CTG nó sẽ mất thêm một cái khoảng thời gian, khoảng thời gian bao lâu đây để mình coi dùm cho. Chắc cũng phải hết ngày mai, ít nhất phải hết ngày mai thì CTG mới có những cái biến động tương đối tích cực. Giống như thế là để nó chạy BIDV xong rồi á, thì nó vô BIDV mà lên một cái nền giá cao rồi bắt đầu nó mới xếp tiếp theo là CTG. Thì cũng hiện tại là đang tích cực đó, đang tích cực, nhưng mà cần thêm cái khoảng thời gian, thêm một ngày nữa, thì mới có thể nói được cái chuyện mà nó sẽ đi về đâu. Nhưng sao? Nhưng hiện tại bây giờ mình có hai cái đường ở trên đây nè, là hai cái đường nó nằm ở giá ngay chỗ 29.1 và 29.2. Cái khúc này đây là cản gọi là rất mạnh ha, có thể là không thể cái khả năng mà để xuyên được cái chỗ này mà trong vòng một phiên là điều đó rất khó xảy ra. Và hiện tại giá ngày hôm nay là 26.95, tức là 27. Thì khi mà lên hai giá nữa thì cũng khoảng cỡ 7-8% thôi. Thì mọi người có thể là chúng ta sẽ có những cái soi xét cũng như là cân đối để có nên vô mua CTG trong lúc này hay không ha. Ok, chứ còn tích cực thì cũng tương đối tích cực đó, nhưng mà còn mất thời gian để đi nữa, ít nhất là phải cho hết ngày mai xem sao. Nguyên ngày mai á, là phải nằm trên giá 26.8, 26.9 nha. Ngày mai mà gãy lại dưới cái giá này thì cũng mệt à. Dưới 26.8 là thấy mệt ha, nên lưu ý. Cổ phiếu tiếp theo là ACB. ACB thì hiện tại đang trong chế độ tích lũy thôi ha. ACB tích lũy thôi. Hôm nay đóng cửa giá 33 hả? 33. Như vậy thì VCB mà để có thể đi được á, rồi coi kỹ chút xíu nha. VCB mà để có thể đi được thì nếu như không tăng liền vào ngày mai thì nó còn mất tương đối nhiều thời gian ha. Nó sẽ mất tương đối nhiều thời gian một chút xíu để nó có thể đi xa được. Thì cái khoảng thời gian của nó phải mất là hai tới ba ngày. Nếu như ngày mai nó không tăng mạnh liền á, ngay sáng mai mà nó không phiên buổi sáng mà nó không tăng mạnh liền, hoặc là ngày trong ngày mai mà nó không tăng mạnh liền vượt cái giá 33.4. Đúng rồi. Nếu ngày mai mà nó không vượt liền cái giá 33.4, mà nói nào đây trên phía đây nó cũng có 33.5 đi. Chính xác, nếu mà nó không vượt được liền 33.5 á, thì nó sẽ mất cái khoảng thời gian cũng khoảng cả 2 tới 3 ngày để có thể đi tiếp ha. Còn hiện tại bây giờ thì nói chung nó đang hơi hướng hơi xấu hơn so với lại tốt rồi. Nó mà không tăng mạnh được thì cái cửa mà để nó có thể giảm giảm về cái vùng mà khoảng cỡ 32 năm là có ạ. Ok thì mọi người xem xét hả. Tiếp theo là đất xanh. Đất xanh năm nay tăng tốt nè, hôm nay tăng tốt thì chúng ta chờ đi, chờ cho nó vượt qua cái mũi này nè. Tăng tốt mà chờ, có nên chờ không ta, nên chờ hay không, chắc phải chờ miếng á, chắc phải chờ một chút, trong phiên ngày mai á, thì vào gần cuối giờ nó có sự nguy hiểm, nó hơi có sự nguy hiểm. Nếu như mà sáng ngày mai á, mà nó tăng, luôn lại về cái vùng 29 á, và nó giữ giá ở vùng 29 đó thì không sao ha. Còn nó mà cứ lần sờ quần ở cái giá ngay chỗ 28.4, 28.5 này mà nó không chịu tăng á, thì cuối giờ ngày mai thì nó có cái sự nguy hiểm, thì nó có khả năng giảm, khả năng giảm về những cái vùng thấp hơn, như là 28. Nếu như mà nó giảm về 28 thì lại hơi quay lại cái chế độ tiêu cực chút xíu. Hôm nay nhìn khối lượng này kia mọi thứ là đẹp rồi đó, nhưng mà nếu như mà nó giữ được luôn trên nền 29 đó, nó tăng luôn lên 29 thì tốt ha. Còn nó không tăng lên 29 thì nó lại về 28. Nó về là 28, mà về là 28 thì để mà nó đi xa hơn đó, thì nó lại mất thời gian hơn nữa. Thì ví dụ như mà tổng quan thì ngày nào tính ngày đó thôi, còn không nói xa lắm ha. Mình chỉ nói là cái đường đi giá của những cổ phiếu đó trong một hai ngày đổ lại thôi, để còn coi nữa chứ. Còn nói chiều dài luôn á thì ví dụ như mình nói 3 tháng sau là đất xanh lên giá này, vậy thì thôi chứ, đúng không? 3 tháng sau mình mới test được ha. Còn ví dụ mình nói ngày nào ra ngày đó thì nó dễ test hơn, rồi coi mình nói có đúng hay không như thế nào đó ha. Tiếp theo là BBS. Các bạn hỏi toàn cũng hot không? Con nào mở ra nãy giờ cũng tốt hết, đâu có con nào xấu đâu. BBS thì đang tích lũy tốt thôi, đang tích lũy tốt. BBS đang tích lũy tốt thôi. Thì ngày mai trong vòng 2 ngày á, trong vòng 2 ngày thì nó có cái cơ hội để tăng lên cái vùng 22.2. Nó có cơ hội tăng về vùng 22.2. Rồi ví dụ nó vượt 22.2 thì nó sẽ về cái vùng giá 23.17 này nè. Ok. Còn nếu mà nó không vượt được 22.2 thì nó sẽ tạo nền lại. Nó sẽ tạo nền lại ở trên cái vùng giá 21.2 này ha. Còn ngày hôm nay nó đóng cửa giá 21.6 ha. 21.6 ha. Còn trong 2 ngày tới thì không sao đâu. 2 ngày tới thì mình chưa thấy có gì xấu đối với con BBS ha. Và 2 ngày tiếp theo thì chủ yếu mang đến chắc là cơ hội thôi. Chỉ có cuối cái phiên ngày 2 ngày á, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, cuối phiên ngày thứ hai đó thì hôm nay là ngày thứ mấy ta? Hôm nay thứ ba, thứ tư, thứ năm, cuối thì thứ năm thì nó có cái sự nguy hiểm chút xíu thôi. Nhưng mà nếu như mà lúc đó mà nó đã vượt 22.2 rồi thì sự nguy hiểm nó sẽ yếu lại, nó bớt nguy hiểm lại. Nói chung là cầm BBS thì vẫn cứ cầm. Thì quan sát cái vùng 22 với lại 23.17. Thì nếu mà lên 23.17 thì cũng nên có sự là chốt bớt ha. Tiếp theo là HAR. Giờ này còn người chơi HAR. Nói chung là cổ phiếu nào cũng được, cổ phiếu mà có thanh khoản là cổ phiếu tốt ha. Còn cái chuyện mà cơ bản của một cổ phiếu nó chỉ mang tính chất giá về dài hạn thôi ha. Còn khi mà một cổ phiếu tốt mà nó không có thanh khoản thì mình chơi cũng đâu có được đâu, bỏ số tiền lớn vô sao chơi. Đại loại giống vậy. Thì miễn sao Miễn sao mà con HR này nó có cái tích cực là ok. Chờ mình lấy cái cục sạc hết nha. Máy tính laptop sắp hết pin rồi. Rồi xong rồi, tiếp tục thôi. May mắn quá, nó sập một cái là cái như đứng clip luôn. HR thì sao đây? HR thì đẹp gái mà. HR thì đẹp gái. Đẹp gái thì sao? Đẹp gái thì sao? Nó sẽ phải vẫn còn tích lũy nha. Vẫn còn tích lũy, chưa có đi được. Chưa có đi được. Khoảng cỡ 2 tới 3 ngày á. 2 tới 3 phiên giao dịch nữa thì cái con này nó mới có cơ hội để nó đi tiếp ha. Nhưng mà ở dưới thì nó cũng có những cái hỗ trợ ở cái quanh cái vùng giá 5.5 ha. Thì hiện tại là HR đang có những cái hỗ trợ ở ngay chỗ 5.5. Tích lũy thì đẹp rồi đó. Nhưng mà phải mất khoảng cỡ 2-3 phiên nữa, nếu như mà không có bị giảm dưới cái giá 5.9 ha. Nếu như trong vòng 2 phiên nữa mà không giảm, 2-3 phiên nữa nha, 3 phiên nữa mà không giảm dưới giá 5.9 thì chúng ta có thể nghĩ tới một kịch bản nó xa vời hơn cho HR. Còn phía trên thì đó, cái đường vàng này nè. Mục tiêu xa ha, 8.37 ha. Trời ơi, tiền không ha. Nhưng mà để coi thử có còn cái kháng cự nào không nè. Nó có một cái kháng cự, nói chung là cũng không có kháng cự gì mạnh lắm đâu. Thì nếu như mà nó có thể mà 2-3 ngày nữa mà nó tích lũy tốt ha, 2-3 ngày ha, rồi sau đó nó sao? Sau đó cái chỗ này ha, đây, chỗ này giá máy đây, 6.35, 6.4, tích lũy 2-3 ngày sau đó vượt 6.4 với khối lượng cỡ từ cỡ này được rồi, khoảng cỡ 500.000 là được rồi ha, là HR có cái khả năng đi xa hơn và nó quay về tới cái giá 8.37 lận. Thơm lắm á, kèo này ăn hơi bị dày luôn á. Nhưng mà đây là hàng đầu cơ nha. Hàng đầu cơ thì tất cả quý vị và các bạn là vô ra nhanh chóng, chứ còn nó chỉ cần nhúng lên đụng cái hoặc là gần tới chỗ đó nó khôn á, nó không cần lên 8.37, nó mới lên 8 chấm cái đạp một cái là chúng ta đi bụi hết ha. Tiếp theo là BNG. BNG thì hôm nay cũng ok nè, nhưng mà khối lượng của BNG hôm nay không được gọi là khả quan lắm. Khối lượng nó vẫn còn yếu. Tức là câu chuyện của BNG rồi những cái gì nói về BNG là nó chưa có nhiều cái ok. Thì trong phiên ngày mai ha, trong phiên ngày mai bị sao mà nó không rớt dưới cái nền giá khúc 98 ha, 98.5. Nếu mà không mất cái giá 98.5, 98 thì chúng ta vẫn có thể giữ BNC ok, không gì hết ha, không gì hết. Nhưng mà hiện tại mà để mà gọi là BNC có thể đi xa đi nhanh hay như nào thì hiện tại chưa thấy điều đó ha, chưa thấy điều đó. Để mà ví dụ phiên ngày mai mà nó tăng mạnh đó thì cũng chưa thấy điều đó ha. Hiện tại nó vẫn còn thấy đang có một cái sự nó đang kháng cự cái khúc cổ 101 cũng còn nặng lắm, 101 cho tới nói chung cỡ 101 chấm mấy là nó vẫn còn đang có sự kháng cự rất mạnh. Bởi vậy là cái khả năng trong phiên ngày mai thì cũng chưa nói được gì ha. Nó phải bao nhiêu phiên nữa ta? Nó phải 2 phiên nữa, tức là hôm nay thứ ba thì thứ tư thứ năm, để xem ngày thứ năm nó như thế nào ha. Nếu thứ năm mà nó vượt được cái giá mà 101.5.7 nè thì nó sẽ có một cái tương lai nó rực rỡ hơn, thì lúc đó mình mua cũng được, không có vội. Hôm nay 99 chấm mấy rồi ha. Rồi chúng ta qua FLC. FLC thì hiện tại thì chưa có thấy gì nó khả quan lắm ha. Em này đang tích lũy mang đến chất hơi tiêu cực chút xíu. Trong vòng 3 ngày thì ít nhất phải tới ngày thứ ba thì em nó mới có cái cơ hội để nó có thể vượt được cái vùng giá 6.2. 3 ngày nữa thì nó mới có cơ hội để vượt giá 6.2. Và cái kháng cự của nó thì nó cũng nằm ngay chỗ 6.3. Như vậy thì lên 6.3 thì mọi người cũng có nên có một cái sự chuẩn bị trước ha. Thì khả năng lên 6.3 thì nó lại gặp cái kháng cự, thì một là chốt bớt, hai là giữ nếu như mà cảm thấy tích cực quá ha. Còn khi mà đọc những cái đó thì mọi người tự tính cái target ha. Target là ví dụ như có cảm thấy nó ok hay như thế nào không đấy. Còn ngày hôm nay á, chỉ là một phiên hồi thôi. Cái phiên ngày hôm nay thì nó trở thành lượng lự, nó không bao quát hết cái cây nến của ngày hôm trước, mà khối lượng của nó cũng không cao hơn ngày hôm trước, mà khối lượng của nó cũng không bằng 20 phiên. Như thế thì nó cũng chưa có gì để đáng nói ha. Rồi, ok. MBB hả? MBB thì cũng vậy luôn, MBB cũng chưa có gì. MBB thì cũng phải 2 ngày nữa. Nếu mà 2 tới 3 ngày nữa ha. 2 tới 3 ngày nữa mà MBB nó có những cái giao dịch mà nó vượt lên 2-3 ngày nữa mà nó vẫn còn giữ trên được cái nền giá 23. Cỡ đó thôi. Ngày hôm nay đóng cửa thì cũng sát đó rồi ha. Nhưng mà cái khả năng mà để đi xa của MBB hiện tại là chưa thấy. Bởi vậy là nó cũng phải mất khoảng cỡ 2-3 phiên nữa thì mọi người hẳn chú ý tới nó. 2-3 phiên nữa để coi nó đi như thế nào thì hẳn chú ý tới nó. Còn hiện tại bây giờ đang giữ ha. Đang giữ thì vẫn giữ thôi, đâu sao, đang giữ không sao hết. Đang giữ vẫn giữ ha. Ngày mai thì nó có một cái cơ hội để nó tăng nè. Nó khoảng cuối phiên nó có một cái cơ hội để tăng lên, nhưng mà chưa biết là nó sử dụng cái cơ hội này như thế nào. Thì miễn sao là coi như đóng cửa phiên ngày mai, ngày mốt mà vẫn còn trên 23 thì chúng ta sẽ chú ý lại tới MBB xem nó có những cái tích cực hay là những cái đường hướng phía sau như thế nào ha. Tiếp theo là VND. VND thì hôm nay tăng tốt quá ha, về giá 23.7 ha. Nhiều thứ cũng không ngờ được ha. Chạy quá tốt. Good. Thì mới sáng là anh chạy mất tiêu rồi. Mở cửa thì cũng ai mua được cũng 22.15. Sau đó ảnh tăng lên. Nhưng mà ngày mai á, thì ảnh đụng một cái chỗ ở chỗ này nè là 24 khoảng cỡ 24 nè. Thì cái giá này á, nó là một cái ngưỡng kháng cự ha. Ngưỡng kháng cự này thì ngưỡng kháng cự này khả năng là VND nó sẽ vượt qua cái ngưỡng kháng cự này. Nhưng mà sau khi vượt qua cái ngưỡng kháng cự này thì nó cũng sẽ mất một cái khoảng thời gian. Giống như ha, mình tưởng tượng là ở phía dưới này nè, nó tăng lên đây, nó tăng thêm 1-2 cây nữa, sau đó là sẽ tích lũy ở trên cái nền giá 24 này. Ok. Thì nó sẽ mất một cái khoảng thời gian để coi bao lâu để nó đi được tiếp ha. Nói chung là nó mất một khoảng thời gian test xong cái này. Còn nó phải mất một cái khoảng thời gian tương đối nữa nó mới đi được ha. Chưa thấy nó Với cái sự tích cực như vậy thì ngày mai á, là khả năng là nó sẽ vượt cái giá 24 á. Vượt giá 24. Nhưng mà sau khi vượt 24 xong thì cái khả năng mà nó test lại 24 và tạo nền cho 24 vài phiên là hoàn toàn có thể xảy ra ha. Nó phải mất khoảng cỡ 2 phiên á. 2 phiên để có thể là đi vượt luôn cả 24 ha. Mọi người chú ý ha. Còn bây giờ ví dụ như sáng mai mở cửa mà ví dụ mới xanh nó vượt 24 rồi thì thôi. Còn ví dụ như mà ai vẫn còn đang có kỳ vọng với VND thì vẫn có thể là mình mua với một cái tâm thế là kỳ vọng cho nó dài hạn hơn thì cũng có thể mua một phần. Chứ còn kêu mà xuống tiền ngay khúc này thì cái target nó còn đang hơi lấn cấn ha. Ở cái mức giá 24 này là có rất nhiều người họ đang giữ ở cái giá này. Bởi vậy là mọi người để vượt được cái giá 24 này là vượt cái ào. Vượt cái ào nhưng mà từ cái chỗ 24 mà vượt lên khoảng cỡ ví dụ 10% là thấy là 24 lên là 26 thì khả năng nó tì nó đè lại là rất cao. Thì thường là cũng phải mất một khoảng thời gian để có thể đi tiếp. Rồi mình coi kỹ hơn chút xíu. Lên 24 vượt 24 thì ở dưới đó có hỗ trợ cái chỗ 233 nha. Cái chỗ 233 này thì nếu tình huống xấu thì VND đúng rồi, VND nó sẽ có hỗ trợ ngay chỗ 23.3 ha. 23.3. Còn mới nếu mà tích cực thì nó có thể tăng về cái vùng 25.4 ha. Tăng về 25.4. Cỡ đó là bắt đầu bị chốt lời rồi. Thì ai đang nắm thì mình tính cái target để mình chốt lời hay là như nào đó ha. Còn ngày hôm nay thì khối lượng vô, tiền vô này kia một thứ, có mua đuổi thì cũng không sao. Có mua đuổi không sao hết ha. Tiếp theo là HVN. HVN thì ở phía trên ngay chỗ này nó đang có kháng cự nè. Nhưng mà thôi để coi thử. HVN thì nó đang có gặp cái kháng cự mấy bạn ơi. Gặp một cái kháng cự. Kháng cự cái chỗ 38.5 này nè. Gặp kháng cự cái chỗ 385, 386 này nè. Hôm nay là nó đụng chính xác cái kháng cự luôn. Thì phía trên của nó một chút xíu á, thì cái chỗ 38.9 thì nó cũng có một cái kháng cự nữa. Kháng cự của con này nó hơi tương đối dày đặc ha. Hơi tương đối dày đặc. Thì nếu như mà nó khối lượng lớn ấy, thì mình còn kỳ vọng nó có thể đi xa được hay là bứt phá thành công cái này kia. Nhưng mà bây giờ khối lượng nó hơi yếu chút xíu. Trung bình phiên thì nó không đạt. Nó chỉ được 2/3 thôi. Vì khả năng mở lên được tới Nó cũng ngày mai nó cũng đi lần sầu quần cái chỗ giá từ 38.6 cho tới 38.9 thôi, chứ nó cũng chưa đi xa được ha. Cái thời gian mà nó có thể đi xa là cũng phải cỡ chắc cũng hết 1 tới 2 ngày thì nó mới có cái cơ hội để nó đi xa. Còn cái chuyện nó đi xa được hay không thì mình chưa thấy, mình chưa thấy nó đi xa được ngay cái lúc này. Chắc cũng phải 1-2 phiên nữa để xem cái tình thế nó có thay đổi hay không, tiền nó có vô hay không, chứ hiện tại bây giờ mình chưa thấy ha, chưa thấy nó tích cực lắm. Bây giờ có rất nhiều con tích cực, con này nó cũng chưa có gì tích cực lắm. STB, con STB này thì nó có một cái là những cái anh chị lớn, những nhà đầu tư lớn rất thích chơi cái con này á. Cái lý do là cái thanh khoản nó tốt, thì người ta tiền nhiều, người ta lướt đại loại là lên mấy trăm đồng người ta lướt là được rồi hả. Thì ngày hôm qua thì mình cũng có mua STB hả. Mình với lại khách hàng của mình thì mình cho mua STB. Còn hiện tại bây giờ tụi mình vẫn đang giữ BIDV và VCB thì chắc là 1-2 ngày nữa thế nó đụng 64, nếu không được thì mình cũng bán. Nói chung danh mục của mình thì co gọn lắm, khoảng cỡ 2-3 con đổ lại thôi, và đa số là lướt T3. BIDV mê tăng mạnh nè, thì cũng đang canh cái giá nào đó bán ra. Còn mình ít chơi mấy con lạ lắm, chơi mấy con quen thôi, mình hiểu nó thì dễ chơi hơn. Có biến gì là mình lo mình giọt cho nhanh. Rồi nói về STB thì STB này nó về cơ bản nó thì cũng ok đó, nhưng mà con này mà để nó đi xa nhiều lắm thì cũng không đi xa được. Phía trên đây á, nó có cái giá là 13.16. Cái kỳ vọng của mình đó là lên gần cái giá này là mình sẽ chốt luôn, và mình sẽ không dính tới con này nữa. Nhưng mà hôm bữa là do cái ngày trước á, cái khối lượng vô lớn quá, và đã có lịch sử của nó vào ngày 13 tháng 8 là nó vô một cái khối lượng và tăng giá cũng bị trang chạy, nhưng mà nó điều chỉnh lại. Thì ngày hôm nay nó cũng tăng với khối lượng gần như gấp đôi cái khối lượng của ngày 13 tháng 8. Tức là cái ngày hôm qua thứ hai á, thì nó tăng khối lượng gấp đôi mà giá nó cũng tăng y chang vậy, và nó chạm về cái vùng đỉnh ha. Chạm về vùng đỉnh, và hôm nay tiếp tục là một phiên bằng trung bình phiên có đuôi nến ở phía dưới, thì nó lại tiếp tục là tích cực tiếp. Thì cái khả năng mà con này á, đầu tiên nó về vùng 12.2, 12.2, 12.6 rồi tới 13.2, thì trên cái con đường đó thì mình sẽ canh có thể vô thêm. Nếu mà ở vượt tuyệt đối qua cái giá 11.8 này nè, vượt qua với khối lượng tương đối tốt á, thì chúng ta có thể tính là cái điểm mua tiếp theo của STB ha. Còn ngày hôm qua mà mua thì với lại ngày hôm nay mua thì cũng không có gì rủi ro lắm đâu. Mình chưa thấy cái sự rủi ro lắm đối với STB. Thì mua cùng lắm lộ nhẹ chút xíu 11.8 để về 11.6, chứ cũng không thấy có nhiều rủi ro. Đầu tư con này cái vùng giá này là tương đối tốt ha. Nghe vừa rồi là thanh lý một số hàng gọi là nợ xấu nè, rồi STB thì thương hiệu nó cũng có, lại lợi nhuận mấy quý vừa rồi cũng ok. Nói chung là ok thôi. Cũng chưa không có gì xấu đâu, tại mình vô hàng rồi mà sao nó xấu được, nó xấu mấy bạn bán ra chết mình sao hả. Rồi tiếp theo qua SHB, con này lì lắm, con này là xưa giờ mình sợ nó lắm. Trời, nắm cái con này thấy mấy con khác mà nó tăng á, thì bắt đầu mình thấy lúc đầu á là thấy nó tăng, chứ bắt đầu mình mua vô xong bắt đầu là thấy mấy người khác tăng mà con này nó không chịu tăng, chứ bắt đầu mình nản quá mình bán ra thì mai mốt lại có cái đợt nó có 1-2 cây dễ tăng rất tốt rồi lại xìu xuống. Nói chung là cái em SHB này là nó mình không có muốn dính vô mấy em này. Nếu như mà tiền lớn á, mà không có chỗ chơi thì qua STB cái kỳ vọng nó còn nhiều hơn, tại vì cái thương hiệu của cái thằng mà Sacombank á là nó tương đối tốt, cái hình ảnh của nó tương đối tốt. Thì chúng ta có thể kỳ vọng cho nó nhiều hơn là SHB. Còn về SHB thì chúng ta thấy nó đang là trạng thái tích lũy, mà tích lũy tương đối tiêu cực, tức là sao? Nghĩa là nó có những cái phiên mà nó nằm dưới những cái đường giá như vậy. Vậy thì phía trên của nó còn rất nhiều cản, chẳng hạn như cản ngay cái đường này là 8.5 ha. Rồi cản phía trên này, cái này là khoảng cỡ 8.8 và 8.9 là đều có gặp cản hết ha. Thì để em này mà em có thể đi xa được thì cũng mất rất nhiều thời gian. Bây giờ mình cho là các anh chị lớn là đang nắm số lượng cổ phiếu là ví dụ như một vài triệu. Nắm SB là nắm cỡ đó không nha, không phải không có ít đâu. Thì bây giờ là nếu như mà nó tăng, mà chỉ cần chẳng hạn như lên ngay cái đỉnh là 8.8, 8.9 nè, là bảo đảm sẽ có một cái lực bán ra liền. Một lực bán ra liền. Còn nếu như mà nó có thể tăng được mạnh á, mà tiến về cái vùng 10.25 á, là nó phải không có một tin gì hết. Khi nào lên tới 10.25 thì nó ra tin thì đúng ha. Tại vì là thường người ta sẽ hôm nay người ta sẽ tính trong đầu, hôm nay mình có một cái tin này rất là tốt, cái tin này là nó cái giá trị nó phải đưa lên là 15, thì bắt đầu là họ mới gom ở cái vùng này, xong đó họ đánh lên thì chấp nhận cho những người khác chốt luôn. Nó lên tới khoảng 10 chấm mấy, 11, 12 gì đó, cái bắt đầu ra cái tin đó có giá trị của SHB là khoảng cỡ 15, cái bắt đầu nó xả hàng ra. Còn nếu như hiện tại bây giờ mà vẫn thấy tin tốt, tin xấu đang xen này kia, mọi thứ không có gì mới, thì với lại cái đồ thị kỹ thuật như vậy thì đừng tham gia vô ha. Thôi bỏ qua, đang tích lũy thôi. Nếu mà có thể mình nên khuyên ha, tại mình có kinh nghiệm với con này nhiều lắm, thì khuyên là nên để cho mấy ông lớn cũng chơi thôi, ông ăn 1-2 like thôi, chứ còn để mà con này chạy được xa khó lắm. Đợt vừa rồi nó cũng có đợt chạy 8 chạy lên 13 mà loại vậy cũng tốt. Nói chung là khoảng cỡ 1-2 năm á anh mới có một cây sống, mà 1 năm mới có một cây vậy thôi. Thì khi nào mà thấy nó tăng nội khùng nội điên thì lúc đó tính sau. Còn không bây giờ phải đợi nó vượt khoảng 8.8, nó vượt khoảng 8.8 với một cái khối lượng tích cực giống như STB hồi nãy, thì chúng ta mới nhìn đến nó ha. Nam Long, cổ phiếu tiếp theo là Nam Long. Nam Long thì phía trên đây đang có cạn ngay chỗ 31.6. để coi thêm thôi. Nam Long tương đối tích cực á ha. Đây đóng cửa giá 31 nè, đây đóng cửa giá 31. Thì ngay chỗ 31.6 thì nó có cản ha. 31.6 nó có cản. Thì Nam Long nếu như ngày mai mà nó không tăng liền, vượt cái giá vượt cái giá 31.1.2 vậy thôi. 31. Trời ơi. Khoan coi lại. 31.2. Nếu như nó không, buổi sáng nó không vượt liền cái giá 31.2 thì cái anh này anh còn mất cái khoảng thời gian khoảng cỡ chắc cũng khoảng cỡ để mình đi xa được ha, tính cho cái thời gian đi xa xa luôn, chứ còn tăng nhẹ thì nói làm gì ha. Phải 5 tới 6 ngày thì Nam Long mới có thể đi xa được. Nếu như sáng ngày mai nó không tăng liền thì 5-6 ngày sau thì mấy bạn mới có cơ hội để cho nó vượt được cái mức giá 31 năm, thì nó phải mất 5-6 ngày sau thì nó mới có cơ hội để vượt qua mức giá đó ha. Còn hiện tại bây giờ chưa thấy. Tất nhiên thì cái nhận định của mình nó cũng sẽ có cái phần trăm thôi, chứ không chắc chắn là hoàn toàn chính xác hết. Nhưng nếu như ngày mai mà nó không vượt liền 31.2 thì khi mà nó vượt 31.5 liền thì nó cũng sẽ cần phải điều chỉnh lại liền. Ở phía trên đây thì nó có những cái chỗ kháng cự giống như là 32. Chúng ta có thể lưu ý trong tình huống mà nó tích cực lắm thì nó lên được tới khoảng 32, 32.4, 32.5 thì nó cũng phải hồi về. Tại hiện tại bây giờ chưa thấy nó khả quan lắm. Phải tốn thời gian 5-6 phiên thì nó có cơ hội ha. Rồi Chúng ta tiếp tục qua dược Việt Nam. Con này thì nó tăng khùng, tăng điên lắm. Ông nội này hôm bữa có cái tin mà thoái vốn của nhà nước tới giờ hành nhiều người lắm rồi. Chả hiểu khi nào thoái, chả biết khi nào thoái, thoái được giá bao nhiêu, có cái nội tình gì phía trong không, toàn là tin đồn không. Thì chúng ta cứ mình không thích mấy cái tin tức đó lắm, là mình cứ đè vô, chẳng hạn như thấy nó cổ phiếu nó có cái thanh khoản tốt thì bây giờ mua, còn không có rồi thôi. Nói chung thì so với lại cái khoảng thời gian trước thì bây giờ nó tích cực hơn rồi. Trước đó về có 13 chấm mấy, 13, còn bây giờ 12 chấm mấy cũng có nữa. Giờ nó lên được 16.3 là tức là ai ôm thì cũng đã có sự quay lại về mức giá rồi, cũng tương đối tích cực ha. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang nhìn thấy là phía trên của nó có một cái lực cản ở giá 17.65. Hiện tại là nó đang có mang đến chắc là tích lũy thôi, tích lũy thôi, chưa thấy gì ha. Tích lũy thì nó sẽ cái khả năng nó sẽ từ từ tiến lên. Con này có dấu hiệu là tiến từ từ. Thì nếu như nó xác nhận thêm một cái cây mà vượt cái giá ở ngay chỗ 16.9 đây nè, với khối lượng tốt đó, thì chúng ta có thể vô ngay chỗ đó và bắt đầu nuôi đó. Nhưng mà phía trên đây thì nó đã có cản ngay chỗ 17.6. Cái target thì mọi người tự tính ha, coi thử nó như thế nào. Còn hiện tại bây giờ thì nó đã tích cực hơn xưa, hoàn toàn có thể mua nó, có thể ôm nó, ôm nó và giữ nó với điều kiện, nó đừng có đừng gãy 15.6 ha, đừng có gãy cái khúc này ha, 15.6. Nó gãy 15.6 thì nó lại tiêu cực lại và nó lại có những cái sự nguy hiểm riêng của nó ha. Còn hiện tại bây giờ thì nếu như nó tăng lên, nó đi được xa thì nó có 6 phiên là tương đối tích cực ha. 6 phiên tương đối tích cực để có thể vượt được cái giá 16.8, 16.9. Và nếu như mà nó vượt 16.8, 16.9 và khối lượng tốt á, thì khả năng nó trong vòng 6 phiên nó sẽ vượt giá 17.6. Nó sẽ lên cái vùng đó và tích lũy trên đó ha. Còn nếu trong vòng 5-6 phiên mà nó không vượt 17.6 thì nó lại mất thời gian hơn để nó có thể vượt được cái giá này. CTS thì đây đụng kháng cự nè, có một cái kháng cự ở đây là mang tính chất tích lũy thôi ha, mà ban tích lũy tiêu cực, nó tích lũy dưới hai cây kiếm này là hơi tiêu cực. Bây giờ trên đây nó có một cái ngưỡng kháng cự ngay chỗ 11.33. Bây giờ 10.5 và 11.33 thì cũng được khoảng 10% thôi, 80% thì cũng được, đó. Chứ mà hiện tại thì nó cũng phải mất thời gian rồi, ví dụ như sáng ngày thứ năm, mà nó giữ được trên cái nền giá 10.5 á, 10.5 10.6 ha, 10.5 10.6 khúc đó, mà sáng ngày thứ năm, ngày mai thứ tư 21 thứ năm mà nó giữ được cái phiên sáng mà giữ được trên nền đó thì nó sẽ có những cái cơ hội để nó thể nó về lại cái vùng 11.33 ha. Khoảng cỡ 11.2 mấy là bắt đầu bán được rồi ha, chứ cũng chưa cần tới 11.33, 11.25, 11.3 chứ không cần phải đợi chính xác giá 11.33. Con này thì nó hơi mang tính chất tiêu cực chứ. Khả năng nó đi xa hiện tại giờ chưa thấy khả năng đi xa liền đâu. Lên tới đó là thấy đã một cái sự cố gắng rồi. Và trước khi lên tới đó thì nó sẽ đụng một số cái kháng cự như sau ha. Để mình biết có thể mình chốt á. Thì nó sẽ gặp kháng cự ngay chỗ 10.8 nữa nha. 10.8. lưu ý ha. CVT em gạch đây. Ồ, em này đâu có gì mà chúng ta phải quan tâm đó. Trời, nó chạy cà lùn ở dưới cái mây này nè. Trời thôi, nó chạy dưới mây thì ít dưới khoảng cỡ 5 phiên nữa. 5 phiên nữa thì nó có cái sự tích cực hay không thì phải 5 phiên nữa nó mới có cái sự định hình rõ ràng. Còn hiện tại bây giờ thì nó cũng chưa có gì để quan tâm đến đâu. Phía trên này rất nhiều đường nó đang cản nè, 27.35 cản rất mạnh nè. Đó. Thì nói chung là nếu như mà nó có thể tăng được mạnh liền trong vòng 3 phiên á, mà tăng mạnh liền á, mà khả năng nó khó lắm nha. Ở trong vòng 3 phiên nếu như nó vượt cái mức giá, để coi kỹ, trong vòng 3 phiên mà nếu như nó vượt được cái mức giá 24.6 ha. Trong vòng 3 phiên mà nó vượt được 24.6 thì chúng ta sẽ tính tới cái chuyện mua đó. Không phải tính tới chuyện mua đó mà tính tới chuyện là nó tích cực hơn như thế nào á. Thì trong vòng 3 phiên đổi lại nó phải làm được điều đó. Còn nếu mà nó không làm được thì nó vẫn còn phải tốn thời gian rất nhiều. Đại loại là nó có thể tốn tới 10-12 phiên gì đó. Tốt nhất đang giữ thì bán đi. Còn nếu mà muốn làm cổ đông mà lâu dài, cổ đông lớn, cổ đông lâu dài, cổ đông tiềm năng của công ty thì giữ ha. Biết đâu nó có sự đột biến ha, thì mình cứ chờ thôi. Nhưng mà nhìn về sơ đồ kỹ thuật thì không có gì khả quan ha. Tiếp theo là ga. Ga đẹp gái quá còn gì ha. Ôm ga là ga nó đẩy lên, đẩy tiền vô trong túi thôi ha. Ga hôm nay tốt mà. Ga hôm nay tốt. Thì hiện tại là cái khoảng thời gian nó có một cái kháng cự trên đây nè. Ngay chỗ cái giá 104.9 vậy là 105 đó. Từ 105 tới 106 là nó có một cái kháng cự của ga ha. Cái kháng cự này á, thì nó sẽ tồn tại kháng cự này trong vòng 1,5 ngày á. 1,5 ngày tức là hết phiên thứ tư là hết phiên sáng ngày thứ năm. Thì nó có cái sự là tích cực hơn. Thì tới lúc đó mà nó vẫn còn giữ được cái nền giá mà như hiện tại. Nền giá hiện tại là nhiêu? Hiện tại là cái chỗ này là 100 nè, giá 100, còn nền giá hiện tại là 102.3 nè. Mà nó còn giữ được cái nền giá đó, 102.3 hay là 101 là cũng có chút thôi. Thì nó tương đối tích cực ha. Là nó sẽ có khả năng đi xa được hơn. Còn từ đây tới 1,5 ngày nữa thì cái khả năng mà để nó vượt 105 và 106 là nó hơi khó nha. Nó cần sự tích lũy thêm. Ít chứ khoảng 1,5 ngày nữa ha. Rồi, tiếp theo là HBC. HBC thì ôi trời, sao HBC giống CVT quá vậy? Ví dụ như mình nuôi cái con này nó được cái gì ta? Tôi này không biết được gì luôn á. HBC là anh chàng này, anh là bên phần xây dựng. HBC làm rất nhiều dự án hoành tráng, hoành tá tràng. Nhưng có một điều là làm với cái tỷ lệ nợ nó hơi cao. Thứ nhất, nợ cao thì phải nuôi ngân hàng đúng không? Có bất cứ một cái trục trặc gì xảy ra thì nó sẽ bị đình trệ, và cái vấn đề mà để trả nợ này nó sẽ càng ngày càng căng. Nhất là những cái vấn đề mà cạnh tranh trên thị trường về cái giá và lợi tức. Ví dụ như CTD có những công trình người ta chỉ lời 6% thôi nha. 6% cho những công trình thân thuộc thì lấy gì lợi tức ha. Mà vừa rồi là giá bất động sản, không phải, giá vật liệu xây dựng nó có sự tăng, nhiều cái tăng tới 50%, giá cát, giá gạch này kia ha. Thì dẫn tới là từ lúc đó là anh HBC là 64 mà đổ về tới giờ. có chia chác gì thì mình cũng chưa có tính tới. Nhưng mà nôm na bây giờ anh cũng đang mang chế độ là tích lũy thôi, tức là anh giảm thì không giảm nữa, anh có một sự dao động thì chỉ dành cho những dân mà chơi cổ phiếu lớn á, dân chơi cổ phiếu nhiều tiền, họ mua những cái con này thì cái rủi ro họ tính trước, cái rủi ro là nó thấp, còn cái chuyện mà cái lợi nhuận thì họ ăn ngắn ngày và nó nhích chút xíu là vui rồi, và tin tức nó cứ tung ra là nó cứ trồi lên rồi sụt xuống, trồi lên rồi sụt xuống. Hiện tại thì chúng ta thấy được là 24.7 là cái ngưỡng nó kháng cự tương đối mạnh ha, thì có tăng thì cũng khó là vượt lên cái này. Ngoài ra thì nó sẽ có những kháng cự nằm ở mức giá ở 23.2 nè, rồi cái đường xanh này 22.6 nè đó, thì nó đang có những cái ngưỡng kháng cự ngay chỗ cái khúc đó ha. Còn hiện tại bây giờ thì nó cũng tương đối là nó tạo nền rồi, bây giờ cái khả năng tăng của nó là có đó chứ không phải không có đâu, nhưng mà để mà tăng mạnh và tăng liền đó thì chưa, nó cần một cái khoảng thời gian để nó chuẩn bị nữa, thì có thể là người ta tính tới báo cáo quý 3, báo cáo 4 gì đó ha. Thì cái đó mình cứ quan sát tiếp. Còn hiện tại bây giờ có thì giữ nó lên, nó đụng cái giá ngay chỗ cỡ 22.6 hay là lên cái nền giá cũ, cái định cũ vừa rồi đây là 23.5, chúng ta lo chốt và chuyển qua con khác, chứ kỳ vọng thì cũng chưa kỳ vọng gì con này nhiều lắm ha. CO thì cũng tương đối ổn, CO tương đối ổn. Thì CO thì có một cái khoảng thời gian nó tích lũy trên cái nền giá 12.5 là tương đối tốt rồi. Bây giờ nó đang lay hoay ở cái chỗ khúc 13.1. Thì anh này chắc cũng phải mất khoảng thời gian nữa để coi thử sao. Thì hiện tại anh đang có cái cơ hội để tăng điểm lại đó. Tăng điểm lại thì đầu tiên anh sẽ có những cái kháng cự nằm ở cái mức giá 13.1 nè. Tức là hôm nay là anh chạm kháng cự luôn đó. Anh chạm kháng cự ngày hôm nay. Nếu như anh vượt được cái này thì anh sẽ về những cái mức giá giống như là 13.5 hay 13.5. Thì để mà anh có thể đi xa được thì trong vòng 1,5 ngày anh phải vượt 13.5 thì may ra anh còn đi xa được. Còn nếu mà trong vòng 1,5 ngày mà anh không vượt được giá 13.5 thì là anh lại phải tốn thêm thời gian nữa. Anh tốn thêm ví dụ như 2-3 ngày thì anh mới có thể nói tới cái câu chuyện là có thể tăng cao hơn, vượt qua 13.5 rồi mất 2-3 ngày nữa. Tức là trong vòng 1,5 ngày mà không tăng qua 13.5 là mất thêm 2-3 ngày nữa, tức là tổng cộng là khoảng 4-5 ngày đó, thì anh mới có cơ hội vượt qua 13.5. Ở phía dưới thì đang có hỗ trợ tương đối cứng ha. Tức là khi mà về cái vùng giá này mấy bạn cũng có thể mua vô thêm nè. Nó đang hỗ trợ ngay chỗ giá 13 rất tốt. Thì khả năng về đụng giá 13 hoặc là 12.8 là sẽ giật lên, cái khả năng là rất cao. Ok. AMV hả? Chù, làm hai cái cây đều đều ha, xanh đỏ này kia lẫn lộn ha. Hai cây vừa rồi hơi tổ chát nhà đầu tư chút xíu ha. Có giảm sàn hay không mà sao thấy nó xấu vậy? Nó có đưa nết thì cũng không đến độ giảm sàn ha. AMB coi thử có giảm sàn không? Không giảm sàn không sao hết. Nó giảm mạnh thôi chứ nó không có giảm sàn. Thì phía dưới đây chúng ta đang thấy có cái sự hỗ trợ ngay chỗ giá 21.5 nè, 21.5 và vùng giá 20.5. đây là những cái hỗ trợ mà chúng ta có thể là tính tới chuyện là mua thêm á, mua thêm để cấn trừ giá này nào đó, thì lỡ đã phóng lao rồi thì theo lao thôi ha, chứ cũng không biết sao giờ. Thì cái khối lượng mà phía trước mở mua lên là cũng tương đối lớn, vì vậy thì cái khả năng mà để nó gãy liền á, nó gãy liền mà về phía dưới gãy hết mấy cái hỗ trợ này á, thì cái điều đó nó khó xảy ra ha. Thì khả năng là nhìn đồ thị này kia thì về kỹ thuật thì cái giá như hồi nãy Hiệp nói đó, 21 năm, rồi từ nền giá 20.5, 20 nè, cái là 20, 20.5, 21.5. Ví dụ nó về những vùng giá này thì chúng ta nhìn vô cái lực mua lực bán của nó thì có thể là mua thêm lại vậy, rồi lên rồi lướt đó, để cho cái gọi là cưa chân ghế, cưa chân bàn đó, cưa cho cái giá trung bình nó về thấp lại ha. Còn bây giờ mà giá này mà ngày hôm nay đóng cửa rồi, bây giờ bán thì bây giờ đâu là ngoài giờ là không bán được, ngày mai thì nó có sự rớt về thì bán ngay cái giá đó, thì đâm ra là những cái giá hỗ trợ không hay, cái cơ hội nó có mà mình để đi bán thì nó cũng không hay ha. VB Bank, VB Bank thì em này là hồi trước là em có cái công ty tín dụng tài chính, mà sau này thì nhà nước cũng đang soi xét cái vấn đề là cho vay nó có cái gì nó gian lận này kia mọi thứ không, thì bây giờ nó cũng khó hơn trước. Thì anh cho vay chủ yếu là ngắn hạn thôi chứ không phải dài hạn, thì cái độ đều nó không có, thì cái khả năng cái kỳ vọng về tương lai nó bị giảm sút. Vừa rồi thì anh cũng có VPBank thì có chia cổ tức thì mới về giá này chứ không phải nó về giá này luôn, nhưng mà về cái lịch sử thì chúng ta cũng thấy đó là nó sau cái này là giá tính sau chia rồi nha. Bây giờ cho giá cao nhất là 43 nè, 43 mà bây giờ anh còn có 27 thôi là đã tính trừ chia rồi, 43 mà về 27 thì chúng ta mất không nhiều chứ hả, mất chắc cũng khoảng cỡ 70% rồi, mất nhiều á. Thì thường mình là nhà đầu tư nhỏ lẻ nên mình sẽ không chung thủy đến một cổ phiếu, ví dụ như nó xấu thì bắt buộc mình phải bán thôi ha. Ví dụ các bạn thấy là khi mà nó lên những cái đường như vậy nè, và nó có những cái cây nến, cái mô hình của nó đảo chiều á, thì thường là bên câu lạc bộ mình sẽ bán hết chỗ này và đi tìm cổ phiếu khác nó nằm ở dưới chân này nè, đó mua đỡ rủi ro hơn đó, là lại vậy. Nó có những tín hiệu để chúng ta bắt đáy là vậy, chứ còn bây giờ nó về cái vùng giá này mà nó chưa, hiện tại chưa không có tín hiệu gì gọi là tăng liền ha. Không có tín hiệu tăng liền, nó chỉ là mang tính chất là tích lũy đi ngang và hơi tiêu cực, tích lũy mang tính chất tiêu cực ha. Phía trên đây còn một đống kháng cự như vậy, giờ biết sao giờ. Lời khuyên cho mình là ví dụ như cảm thấy có con nào tốt hơn thì bắt đầu mình bán một nửa này chuyển qua trước, rồi bắt đầu lại có cái con tốt hơn cái bán thêm hết phần còn lại chuyển qua con khác, đó là vậy. Danh mục thì giữ khoảng 2-3 cổ phiếu được rồi, mua chia cho nhiều thì phân bổ tài sản vô thì cũng vậy. 100% tiền chia cho 5 thì bằng 2, 100% tiền chia cho 2 thì bằng 5. Thì khi mà tăng giá giảm giá thì cũng giống nhau thôi, không có gì phải phân bổ ra nhiều quá, khi thị trường mà nó xuống thì thôi chạy không kịp đâu. Lại vừa mới làm là VPBank đúng không? VPBank. Rồi cổ phiếu cuối cùng, công nhận là mình cũng vượt rất là hay. Thì khả năng mà ví dụ như mà mấy bạn khi mà xem á mà cảm thấy là cái thời lượng của chương trình mà nó không đến nỗi dài quá thì bữa sau mình cũng sửa cỡ 20 cổ phiếu ha. Còn ví dụ như mà thời lượng nó dài quá thì mình sẽ sửa 10 cổ phiếu thôi, 10 cổ phiếu thôi. SMB, con này lạ dữ hay. SMB hiện tại thì đang tích cực ha, mà nó chất tích lũy thôi, một ngày giao dịch có mấy chục k vậy thôi hả, thôi chứ nhiều này khó chơi lắm, cực kỳ khó chơi luôn. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng đã có những cái sự tích cực ha, sự tích cực này thì sao đây? Thấy nó có sự tích lũy tích cực, bắt đầu nó có dấu hiệu chạy thì bây giờ khi nào mua? Đợi nó vượt qua cái đỉnh này nè, vượt cái chỗ cái giá 33.9 34 nè ha. Vượt cái giá 34 này thì chúng ta tính tới chuyện là có thể mình nắm giữ để cho một cái tương lai nó dài hơn ha. Tương lai dài hơn. Còn hiện tại bây giờ cái giá này thì mua lưng chừng này nó khó mua lắm. Ví dụ đợi nó hồi về cái nền giá cái chỗ 34.3 hay nữa về lại cái nền giá 29.3 thì chỗ này chúng ta mua thì nó có những cái sự hỗ trợ, những cái sự hỗ trợ đây thì bắt đầu là mua thì nó đúng hơn. còn không là đợi vượt luôn cái giá này, vượt luôn 34 thì mình vô. Đại loại giống vậy ha. Rồi vậy là xong chương trình rồi đó. Ồ trời, nói chung nãy giờ mình trả lời hăng say không biết mệt là gì ha. Cộng với thị trường hôm nay nó xanh rồi thì nó cũng tạo một cái động lực cho mình ha. Nói chung là cũng mong là mọi người kiếm tiền được ở những cái thị trường xanh như vậy, và lúc mà thị trường xanh vậy mà đem cầm những cổ phiếu mà giống như là SHB với lại VNBank thì em cũng biết nói sao giờ. Nhưng mà nhà đầu tư lớn thì họ cầm được, nhà lớn họ ví dụ như khi người ta nói là anh lời bao nhiêu thì người ta nói là lời 1 tỷ ví dụ vậy ha, thì người ta không có nói là người ta bỏ nhiêu tiền. Ví dụ như có ông nào mà ông có 100 tỷ cái ông bỏ ra ông mua SHB, cái nó lên 1-2 like ông bán, thì trong vòng 3 ngày thôi, tới 3 thôi thì ông lời 1 tỷ đúng không, nhưng mà thật ra có 1% mà hả, thì bỏ 100 tỷ lời tỷ thì có 1% thôi, nhưng mà chỉ trong vòng 3 ngày thì họ cái vòng xoay vốn họ nhanh thì họ chơi những cổ phiếu đó được. Còn bạn thì ví dụ như bạn giữ có 100 triệu ha, hay là tỷ thôi, cái bắt đầu bạn mua thì cái kỳ vọng của bạn không phải lên 1-2 like, cái kỳ vọng của bạn lên 1-2 ngàn thì nó mới lên có khoảng 3-4 like thì mấy ông nội đầu tư lớn ông tán sắp mặt hết. Thì làm sao mà lên xa mà nhanh được. Mà mấy cổ phiếu như STB rồi SHB rồi VNBank là cái lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường nó nhiều, nhà đầu tư lớn nó nắm ít thì khả năng mà nó lên rất khó. Thấy HCM nó tụt tăng, còn ông nội SSI á là ông nó cái lúc nó tụt nó cũng tụt ít mà nó tăng nó cũng tăng ít. Lý do nằm sao? Bây giờ mình mở thử ha. Ví dụ như bây giờ là mình mở cà phê S nè, mở 2 trang cà phê F. Thế nó có nhiều thứ để nói lắm, nhưng mà thật ra nắm lâu dài thì tích cực thì cũng ok thôi. Nhưng mà người ta hỏi lý do tại sao mà cái có cái mã nó chạy nhanh là nhanh, tăng mấy ngàn này kia một thứ, còn có mã tăng rồi có 500 ngàn nó không chịu tăng nữa, hay như thế nào đó, thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi một phần cái khối lượng giao dịch ha. Giờ chẳng hạn như ở đây là mình có trên trang cà phê F là có, đây là cổ phiếu HCM, hôm nay giá của nó là 63.1 ha. Lượng cổ phiếu đang lưu hành là 129 triệu 554 gì đó ABC, nhưng mà cho là 130 triệu được chưa. Rồi bây giờ ban sở hữu nè, cổ đông lớn nè, thì hiện tại những cổ đông lớn này á, là những người đang nắm chức quyền cũng như những quỹ cũng như nhà nước đang nắm trong đây. Thì khi mà họ bán cho dù cái khối lượng mà nó vượt quá 0.5 đến 1% là họ đã phải thông báo rồi, chứ họ không có được bán bậy, bán ít. Ví dụ như bán ít mà ví dụ như bán cộng dồn lại mà coi như vượt với phần đó là nó cũng không cho đâu. Thường là cái số này là đã là nhà đầu tư lớn là bán là phải thông báo này kia ABC trước, rồi chẳng hạn như là thông báo mấy ngày sau rồi mới được giao dịch, thì lúc đó là nhỏ lẻ chạy trước đó, nhà nước cũng hỗ trợ cho đầu tư nhỏ lẻ phần đó. Thì tính trung bình mà chúng ta coi được trên đây nè, 30, 28, 28 là 29 nè, 29 là 59 là 60, ở đây 10 nữa 70. Hôm ta thấy gì? 70% là nằm ở trong mấy ông nội lớn giữ rồi. 129 triệu cổ phiếu thì lúc đó ở ngoài 1% của nó là bao nhiêu? Là 13 triệu cổ phiếu ha. 10% của nó là 13 triệu cổ phiếu ha. 30% của nó là khoảng cỡ 39 triệu cổ phiếu, 40 triệu cổ phiếu trôi nổi phía ngoài. Rồi bây giờ SSI thì nhiêu? Dạ em nói lưu hành là tới 500 triệu cổ phiếu lợn. Nó có 500 triệu cổ phiếu, vậy thì cái lượng mà coi như ban sở hữu này kia giữ sao ha? Vậy em cộng lại 20, 30, 40, 50 là khoảng giữ cố định trong đây là 50%. Mà 500 triệu mà 50% cổ phiếu ở ngoài thị trường, như vậy là 250 triệu cổ phiếu là đang trôi nổi đúng không? 50% là đang giữ, là bán là phải thông báo, còn 50% là trôi nổi. Thì trôi nổi tức là trôi nổi tới 250 triệu thì một bên là có 40 triệu, một bên 250 triệu, thì cái phần mà nó gọi là tiết cung đó, là cái lượng cổ phiếu nó ít đó, thì khả năng đánh lên đánh xuống của nó cũng khác. Ở đây mình không nói là cổ phiếu Vietcom, cổ phiếu HCM nó sẽ tăng mạnh hơn cổ phiếu SSI, cái là tùy vô quá trình kinh doanh thôi. Nhưng mà khi á, mà cổ phiếu HCM nó ít thì nó tăng mạnh mà nó giảm cũng mạnh, chứ không phải là nó chỉ tăng mạnh không. SSI thì nó tăng nhẹ thì giảm cũng nhẹ. Nhưng mà khi mình nhìn vô vậy là thì khi mình có cái số tiền ít á, thì mình nên chơi những cái cổ phiếu mà thanh khoản nó ít thôi. Còn khi mà những cái sân chơi lớn á, ví dụ như là người cầm 10 tỷ, 100 tỷ, 50 tỷ thì họ chơi những cổ phiếu lớn giống như SSI vậy. Đó là để nói cho tất cả các bạn hiểu. Ngày hôm nay thì không có gì để bàn. Một số con cổ phiếu là trần hết trơn rồi. Như lúc đầu cũng đã nói về VN-Index là chúng ta chưa có hàng thì sao, có hàng rồi thì sao, đại loại vậy thì cũng đã nói rồi. Thì cảm ơn tất cả các anh chị, thứ nhất là theo dõi nè, cái thứ hai nữa là các anh chị đã tương tác với lại bên Hiệp để cho ra được 23 cổ phiếu vừa rồi. Thì cũng như ban đầu đó, thì thứ nhất là các bạn muốn phân tích cổ phiếu nào Hiệp sẽ phân tích trong ngày thôi. Trong ngày là ví dụ hôm nay phân tích cho ngày mai nó chạy như thế nào ha, phân tích ngày mai chỗ nào, lâu lâu thì nói thêm một hai phiên nữa, cái khoảng thời gian thôi. Con nào mà nó không tốt thì mình sẽ nói cái khoảng thời gian nó không tốt để mọi người biết rồi cái thời gian để vô lệnh. Nhưng mà phải nhắc lại chứ Hiệp cũng không nhớ đâu. Bởi vậy là Hiệp cho dù là ngày mai hỏi lại những cổ phiếu này thì Hiệp vẫn trả lời cho các bạn về những cổ phiếu này ha. Thì bất cứ những cái quý khán giả đang xem mà có thắc mắc những cổ phiếu nào thì cứ comment bên dưới, Hiệp sẽ gọi là mang số trùng đi, tức là lấy khoảng cỡ 10-20 cổ phiếu, 10-20 cổ phiếu nào có sự hỏi nhiều nhất thì Hiệp sẽ trả lời cho bản tin ngày mai ha. Rồi những cổ phiếu nào mà không được chọn thì yên tâm, các bạn đã nhắn lên trên tin tưởng Hiệp cũng như là kênh Trịnh Phát thì bọn mình cũng sẽ cố gắng làm hết sức ha. Các bạn cứ coi lại cái phần nhận định đó, mà các bạn đặt câu hỏi đó, thì sẽ có người trong câu lạc bộ trả lời cho tất cả các bạn ha. Ok rồi, chúc cho mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Xin hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.